Chào mừng các bạn đến với video demo thư viện Khủng long bạo chúa của chúng ta. Không ít gì nhiều, các bạn cũng đã một vài lần vào những bộ thư viện này và download về máy của mình. Nhưng bộ thư viện lần này, tôi có một cải tiến khá mới, đó là chúng ta có thể tra cứu online trực tuyến tất cả, xem các video trực tuyến, xem các model trực tuyến và thích video nào hay model nào thì chúng ta có thể download về máy. Để các bạn không mất thời gian, mình bắt đầu demo luôn. Thư mục đầu tiên gồm 3 DVD của mình. Đó là Bademark, Photoshop và Lumion đã xuất bản. Nếu như các bạn muốn xem trực tuyến, chúng ta bấm vào đây thôi. Bấm vào bất kỳ một thư mục nào. Các bạn thấy rằng các video đã hiện ra. Chúng ta có thể bấm trực tiếp vào, nhấp chuột và phát. Chúng ta có thể xem trực tuyến một cách rất dễ dàng. Nếu như để download tầm hơn 8TB thư viện này về, các bạn phải tốn một dung lượng ổ cứng khá lớn. Còn bây giờ chúng ta không phải tốn nữa. Tôi phóng lớn lên để xem cho rõ hơn. Vẫn ở chế độ HD. Nếu muốn các bạn có thể thu nhỏ lại. Muốn tải xuống tôi bấm vào đây. Hoặc thoát ra tôi thoát ra ngoài. Các bạn bấm vào đây. File thực hành đi kèm. Nếu muốn chúng ta có thể download. Các bạn tải xuống và về máy thực hành. Tôi thu nhỏ lại. Các DVD còn lại tương tự, không khác gì. Chúng ta đều có thể tra trực tuyến, học online được. Mà không hề tốn một chút dung lượng ổ cứng nào. Nhưng với điều kiện các bạn phải một đường truyền mạng ổn định, tôi thu nhỏ lại. Tiếp theo mình sẽ demo đến phần map. Ở đây có hai bộ, một là tiêu chuẩn, hai là bộ pro. Bộ tiêu chuẩn bao gồm cũng khá nhiều. Ví dụ như các bạn vào map cũ, bấm vào map cũ sàn chẳng hạn. Các bạn chờ trong giây lát, tất cả các map ở đây chúng ta kéo xuống khá nhiều. Tôi chờ load và kéo xuống tiếp. Các bạn có thể lựa chọn một map bất kỳ, ví dụ tôi thích map màu này. Nhấp đúp xem trước. Và các bạn thu phóng lên xem chất lượng. Chất lượng rất cao. Nếu muốn lấy về chúng ta tải xuống để chúng ta sử dụng. Và khi không cần nữa thì mình có thể đóng lại. Rất dễ dàng đúng không các bạn? Trong map gỗ này có rất nhiều. Tôi có thể bấm một vài lần cho các bạn thấy này. Kéo xuống chắc chắn là mỏi tay luôn đấy. Gỗ vật dụng này đầy đủ và phân chia rất khoa học. Tôi thu nhỏ lại. Ở phần map tiêu chuẩn này chúng ta cũng có giấy dán tường. Tôi kéo xuống thì ở đây có 36 mục giấy dán tường. Các bạn bấm vào mục bất kỳ. Chúng ta thấy rằng các map hiện ra khá trực quan. Nếu như chúng ta thích loại nào thì mình có thể sử dụng. Tôi thu nhỏ lại. Để demo chi tiết những thư viện này thì thực sự khá tốn thời gian. Tôi chỉ demo những phần nào cơ bản thôi. Ví dụ ở đây chúng ta có PSD ghép ngoại thất, tức là những file Photoshop có sẵn layer tách rồi. Ở đây là phần review, còn đây là phần file tải xuống. Các bạn tải xuống và chỉ cần cắt ghép đặt công trình của mình vào là có thể xuất ra được rồi. Ở đây cũng có khá nhiều, tôi nghĩ rằng từ 5-700 tới 1000 file. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Hay những map như HDR chẳng hạn, để chúng ta sử dụng vào trong các phần mềm như Bademark, SketchUp vân vân. Tôi xuống và bấm vào đây demo này. HDR bầu trời này. Trong một mục các bạn thấy rằng đã có khá nhiều rồi. Đang chờ load rất nhiều. Và những hình này là những hình review thôi. Những hình chính của nó là đây. Chúng ta muốn thì chúng ta có thể tải xuống từng hình một ưng ý. Hay là bộ 5 pack của Peter HDRI này. Khá độc đáo. Hoặc là VIP Sky. Những bộ này thường độ phân giải rất cao, có thể nói là tuyệt vời. Tôi nhấp vào để phóng lên cho bạn thấy. Bạn thấy không ạ? Rất sắc nét và trong trẻo. Còn khi phóng lên thì phóng được rất là lớn. Đó. Tóm lại là rất chất lượng. Tôi thu lại. Ngoài ra đèn IES, rồi map người, map đá, map cột rất nhiều. Có những thứ về hình xăm, vân vân. Bạn cũng có thể bấm vào đây để coi thử. Này sẽ load lên này. Những hình này có thể chúng ta ứng dụng những máy mà chúng ta có thể cắt để can, hoặc là in ra chúng ta ứng dụng phần xăm hình, vân vân. Tôi thu phần map tiêu chuẩn này lại, còn khá nhiều thứ để nói. Ở phần map pro này là những map cực kỳ chất lượng. Tôi có thể bấm bất kỳ map editor one này, hay là map đá đẹp. Kéo xuống thì còn khá nhiều.
hay là bộ 13V. Các bạn chờ trong giây lát, các bạn thấy không ạ? Bên cạnh của map hình thật thì nó có map bung luôn. Khá hay và rất nhiều. Hay là bộ thứ hai đi. Tóm lại với hai bộ map này, dù các bạn là sinh viên hay đi làm thì mình nghĩ rằng cũng khá đủ dùng và còn dư thừa nữa. Mình thu nhỏ lại. Tiếp theo chính là phần quan trọng nhất. Mình sẽ demo cho các bạn những thứ mà mình nghĩ rằng cải tiến lớn cho bộ thư viện này. Ví dụ như chúng ta vào phần sketchbook. Ở đây chúng ta có các video. Tôi bấm vào. Trong một hạng chúng ta có các bài riêng, những giáo trình riêng, ví dụ tôi bấm vào đây. Thì lập tức phần sketchbook này hiện ra tất cả những video mà chúng ta có thể học trực tuyến online được. Và phần project tức là file thực hành, các bạn có thể vào trong này và lấy ra. Chỉ tải một vài file về máy nếu cần thiết. Còn nếu như các bạn muốn tra online hoặc là coi video này trên mạng không cần tải về máy, chúng ta chỉ cần nhấp hai lần chuột trái. Bấm play và chờ trong giây lát. Các bạn có thể phóng lớn lên để nhìn cho rõ hơn. Nếu muốn chúng ta có thể download hoặc là chúng ta thu nhỏ lại. Hầu hết những video ban đầu này là những video demo quá trình mà chúng ta làm bài tập như thế nào. Tôi có thể thu nhanh. Chất lượng đường truyền tốt thì các bạn xem sẽ không hề bị lắc. Tôi tắt đi. Và đương nhiên các bạn có thể xem rất nhiều video ở đây. Đây là một hãng. Còn rất nhiều bài nữa, tôi có thể bấm cho các bạn thấy. Bạn thấy thế nào ạ? Khá nhiều đúng không? Đây là Sketchbook, đây là của một hãng này. Tôi bấm một hãng thứ hai này. Đó. Và hãng thứ ba tương tự. Hay là chúng ta chuyển qua phần Photoshop. Có video tiếng Việt và video tiếng Anh. Nếu như video tiếng Anh, tôi có thể bấm vào phần Pro Photoshop. Các bạn xả xuống. Trong một mục chúng ta có tầm 8-9 mục này. Photoshop Top Select. Những DVD rất nổi tiếng. Và mình đã biên soạn lại và up lên trên mạng này. Video 1 này. Đó, đầy đủ video và project thực hành. Khá chi tiết. Hay là bộ Fit Pro. Gồm 31 chuyên mục. Hướng dẫn chỉnh sửa cắt ghép. Rất nghệ thuật. Hình này là hình chúng ta demo sản phẩm làm ra sẽ như thế này. Còn đây là các video hướng dẫn. File thực hành chúng ta chứa ở đây. Tôi có thể bấm vào để cho các bạn thấy file thực hành. Tutorial main này. Những file này sẽ góp phần giúp chúng ta thực hành ở chuyên mục này. Và tương tự, có 3 trên 30 chuyên mục. Tôi có thể bấm sơ qua các bạn thấy. Và còn cập nhật hơn rất rất nhiều. Rồi. Phần Photoshop tiếp theo chẳng hạn, Lumraad hay là Skillshare, Digital. Tất cả đều tập hợp ở đây. Nói chung mình nghĩ rằng mấy bộ thư viện này thì sợ các bạn không có sức để học. Còn đâu nếu mà học được hết từng đây thư viện thì thành ma rồi, không phải là người nữa. Tôi thu nhỏ lại. Còn nhiều lắm. Đó. Hay phần AutoCAD. Đây là có video tiếng Việt, video tiếng Anh. Trong tiếng Anh thì chia ra nhiều hạng. Một hạng có nhiều giáo trình. Và mỗi lần các bạn học một giáo trình thì mình nghĩ rằng cũng khá lâu đấy. Tôi có thể bấm cho các bạn thấy. Có Lynda này. Có InterSkill này. InterSkill có 15 bộ ở đây. Cập nhật mới nhất là 2015. Các bạn bấm vào. Chúng ta bấm vào đây. Các video hiện ra và chỉ việc bấm vào học thôi. Và thực hành trực tiếp trên máy. Khá là tiện dụng. Còn bộ thư viện AutoCAD này, mình đang cập nhật tầm trên 30 GB các file về nhà phố biệt thự, bao gồm hình ảnh và file bản vẽ, khách sạn vân vân. Hay các bạn thích phần mềm Red Rust chăng? Cơ bản Red Rust này. Trong phần cơ bản chúng ta có 45 giáo trình. Các bạn thấy thế nào? Tôi bấm vào một giáo trình bất kỳ. Các bạn chờ load. Thì chúng ta có video bên trong. Tôi bấm ngẫu nhiên để các bạn thấy rằng không có sự sắp xếp cố ý nào cả. Đó.
bạn chờ trong giây lát. Week 1, week 2, week 3. Ở đây là hướng dẫn chúng ta xây dựng mô hình này. Week 1 này. Thư viện khá nhiều nên chờ cũng khá lâu. Tôi xả xuống. Bấm vào. Sẽ ra những video để chúng ta học thôi. Rồi, vẫn còn thư mục bên trong. Instruction video. Đó. Khá chi tiết và đầy đủ. Tôi tạm thời thu phần cơ bản lại. Chúng ta chuyển qua phần mô hình người chẳng hạn. Đây có đến 31 bộ. Và đương nhiên những bộ nào mới thì mình sẽ cập nhật và chia theo từng hãng trên này. Rất nhiều video. Nhân vật game. Bộ này chắc khá khủng. 65 bộ. Và bấm bất kỳ bộ nào ở đây cũng có video các bạn thực hành hết. Mình nghĩ rằng tùy vào chuyên ngành của từng người thì đây sẽ là một bộ thư viện khá hữu ích khi chúng ta học các phần mềm đồ họa. Tôi thu nhỏ tiếp. Ví dụ như phần Benchmark chẳng hạn, ở đây cũng có video tiếng Việt, video tiếng Anh. Rồi thư viện model. Ví dụ như video tiếng Anh tôi bấm vào này. Có chia các mục như phần cơ bản, các bạn có thể vào cơ bản để học của các hãng. Trong các hãng chia ra nhiều. Phần ngoại thất. Chúng ta cũng có các thư mục ngoại thất. Tôi bấm trực tiếp vào thì cũng có các video chúng ta thực hành. Việc xem video trực tuyến là ưu điểm rất lớn của bộ thư viện này. Đây là file đã làm xong. Còn đây là các video mà chúng ta làm các file này, phần project ở đây. Hay là qua phần V-Ray, chúng ta cũng có này. Mentor-Ray này, V-Ray này. Đó. Rất nhiều thứ để học. Để demo hết toàn bộ thư viện này tôi nghĩ là cũng khá đuối. Có thể gọi là như vậy. Ngoài ra chúng ta bộ thư viện model Benchmark đã được cập nhật lại khá chi tiết và đầy đủ. Ví dụ như ArcMod. Ở đây chia ra các mục rất dễ tra cứu. Ví dụ như bàn này, tất cả liên quan tới bàn ghế thì đều một màu. Liên quan tới bếp một màu. Và chúng ta bấm vào bất kỳ vôn nào có biểu tượng của bếp và chúng ta cũng có ghi chú sẵn này. Những file demo, còn đây là những file chính chúng ta có thể tải xuống để sử dụng. Vật liệu ở đây. Vật liệu các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trong. Ví dụ như file chúng ta là ID số 1 thì chỉ tải những ô vật liệu số 1 thôi. Các bạn có thể nhấn một lần, nhấn Ctrl để chọn thêm. Để chúng ta chuột phải tải một lần thôi, không phải tải cả bộ nữa. Đỡ vất vả hơn rất nhiều. Và mod thì cũng khá nhiều và đầy đủ. Đến thời điểm này tôi tua lên và thu nhỏ lại. Khá dài. Ngoài ra chúng ta cũng có bộ thư viện khác nữa. Thư viện Arc Interior, Arc Exterior. Rất nhiều. Và cũng được chia rất tỉ mỉ và chuẩn xác để các bạn tra cứu. Interior Void 1 này. File ảnh đi kèm. File thực hành. Chính là file chứa những file này. File này chỉ demo thôi các bạn. Rồi, vôn 7 này. Ở đây cập nhật tới vôn 40. Đây là Arc Interior. Rồi lên trên này. Ta có Exterior. Rất nhiều. Ở đây tới vôn 25. Và chắc chắn bấm bất kỳ vôn nào ở đây chúng ta cũng thấy điều tương tự các file. Và được chia ảnh demo và file thật nó ở đây. Bộ thư viện Barry Dapsop gồm 4 von và 114 model khác. Von 1 này. Những file ảnh và những file Barry Mark cùng vật liệu trong này. Nói chung là siêu đầy đủ. Bộ 51 von đỉnh cao tôi vẫn còn giữ lại được. Một vài phần đã bị xóa nhưng mình đã upload lại và có bổ sung một vài model khác. Ví dụ bộ 1 này. Và các bạn chắc chắn rằng không có một mật khẩu hay bất kỳ một hình thức nào bảo mật ở đây. Các bạn bấm về và sử dụng luôn. Hai back này. Đó. Nói chung rất nhiều và đầy đủ. Kéo xuống này. Model nào, ví dụ tôi thích giường có mùng kiểu này, tôi chuột phải download xuống hoặc nhấp chuột trái tải xuống ở đây. Khá đơn giản và dễ dàng.
Nhiều thứ lắm các bạn ơi, tôi bấm vào này. Đây, hoa này. Nói chung là tuyệt vời. Rồi, thu nhỏ bộ này lại, rồi tiếp tục bộ khác nhé. 3D66 2015. Bộ này khá mới. Rồi, CG Acid 3DD Raven HQ Detail. Nói chung chả thiếu phần nào. Vậy tôi chỉ tóm tắt tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.